Vâng, em lại gửi lời chào đến toàn thể các bác, các anh em đam mê chơi BGB. Thì hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho các bác một cái bơm hàng FP nhé, hàng đầu độc ẩm to, đồng hồ to để các bác chơi BGB. Như bác thấy trên hình đây là số lượng hôm nay lại tiếp tục về một lô. Thì hôm nay em chỉ giới thiệu sơ qua về cái phương thức giao dịch của shop thôi nhé. Để anh em mua bán vui vẻ thành công, các bác điện trực tiếp theo 3 số điện thoại chính của shop để đặt hàng. Shop em đến từ Bắc Giang, luôn luôn là giao hàng, xếp hàng qua ngành bưu điện. Anh em nhận hàng các bác mở ra kiểm tra, đúng sản phẩm thì các bác thanh toán tiền. Đấy, bên em vẫn chuyên cung cấp các mẫu bơm thôi nhé. Từ bơm nhỏ cho đến bơm nhỡ, bơm FB, bơm hàng cao cấp nhất là bơm tay. Đấy, hay là bơi các bác có thể dùng bơm máy, bên em cũng cung cấp đầy đủ không nhá. Đấy thì như các thấy là số lượng thì rất là nhiều để phục vụ anh em, giá cả cạnh tranh luôn nhá. Các bác nào mà đang muốn mua tham khảo thì các bác có thể điện trực tiếp theo 3 số điện thoại chính của shop để đặt hàng, hoặc các bác vào Zalo, kết bạn Zalo các bác nhá. Bên em sẽ cho chi tiết hình ảnh hay là video để các bác tham khảo trước khi đặt hàng. Như thấy là hôm nay là em giới thiệu một cái mẫu bơm hàng FP này để các bác tham khảo nhá. Đấy thì thực tế là cái lô hàng này lại mới về để chia sẻ cho anh em cũng như các bác tham khảo nhá. Trước khi đặt hàng là một đơn vị bán hàng thì thực tế là cái uy tín đầu tiên luôn nhá. Đấy, giá cả thì hợp lý cho anh em. Đấy, nên các bác nào mà đang có nhu cầu quan tâm về sản phẩm thì có thể liên hệ bên em để đặt hàng. Đây các bác nhá. Như bác thấy là cái lô bơm này thì đây là em bóc hộp cho các bác xem luôn này. Phụ kiện thì các bác đầy đủ cho các bác luôn các bác nhá. Phụ kiện đầy đủ không nhá. Đấy. Đây. À, một cái tay bơm này. Đấy. Đây là thân chính của bơm các bác nhá. Đấy. Thân chính của bơm này. À, một cái đồng hồ này. Một cái đồng hồ các bác nhá. Đồng hồ to đấy các bác nhá. Đây đồng hồ này. Khám phá cho các bác luôn. Một đồng hồ to màu đen các bác nhá. Đấy. Một cái tay cầm này. À, chân là chân gấp không nhá. Đấy, chân gấp này. Đấy, rất tiện lợi cho anh em để các bác sử dụng. Đấy. Đây là thân phụ kiện của nó đi kèm này. Một cái đầu lọc ẩm to nhá, màu đen. Đầu lọc ẩm to này. Đấy. Một lọ dầu này để anh em tra này. Đây là trong này thì có đầy đủ cho các bác luôn. Ốc vít này để các bác xoáy lắp và bơm này. Một cái cà lê đó nhá, cà lê đa năng để phục vụ anh em lắp xoáy này. Đây nhá. Thì các bác như thấy bác thắc xoáy là xoáy vào đây. Đây là cái đồng hồ này. Đấy. Đồng hồ để các bác lắp vào đây cũng nhá. Đấy. Đây. Đồng hồ này các bác lắp vào đây. Đấy. Đồng hồ 50 MPa các bác nhá. Đấy, đồng hồ 50. Đấy, đồng hồ này thì rất là ok luôn. Và đây là cái dây bơm các bác lắp vào đây cũng nhá. Đây, lắp vào đây. Cái này thì rất dễ sử dụng, anh em mới chơi có thể tự mày mò lắp được ngay, rất đơn giản, không có gì khó cả. Đấy, khi các bác mới chơi các bác có thể xoáy ra tất cả các dòng bơm dòng BCB cũng nhá. Đấy. Và đây là cái này lắp lên trên này cũng nhá. Đấy, tay bơm thì lắp lên trên này. Đấy. Một cái bơm này giá cả rất là hợp lý luôn, giá cực rẻ cho anh em mới chơi. Đấy, các bác có thể điện trực tiếp theo 3 số điện thoại này, em sẽ báo giá cụ thể cho anh em. Đấy, giá rất là êm luôn các nhá. Đấy. Bên em cung cấp rất nhiều mẫu sản phẩm và phụ kiện. Đấy, em vẫn bán bơm bình thường các nhá. Đấy. Từ loại bơm nhỏ cho đến hàng bơm cao cấp nhất là bơm tay hàng Johnson. Đấy, bơm tay Johnson bên em bán cũng có đầy đủ các mẫu bơm nhá. Đấy, giá hợp lý cho anh em. Đấy, một cái video rất là ngắn thôi, giới thiệu cho các bác về cái dòng bơm FP hàng đầu lọc to. Đấy, đồng hồ to lọc ẩm to nhá. Đấy, nên các bác nào mà đang có nhu cầu về chơi BCB thì có thể liên hệ trực tiếp bên shop để đặt hàng. Đấy, em sẽ kết thúc video đây. Xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.